Đầu tháng 10, tạp chí Forbes ước tính tài sản dòng của cựu cầu thủ Michael Jordan trị giá 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 73.485 tỷ đồng, đồng thời gia nhập danh sách Forbes 400, bảng xếp hạng hàng năm về những người Mỹ giàu nhất. Ông đủ khả năng chi tiêu cho lối sống xa hoa nếu muốn. Song ngay từ khi còn trẻ, Michael Jordan đã là người sẵn sàng chi lớn, bất kể tình trạng tài chính của mình như thế nào. Ít ai biết rằng, siêu sao này từng mua 7 chiếc ô tô chỉ trong một ngày. Câu chuyện này chỉ được tiết lộ bởi người trong cuộc, luật sư John Gottwin, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí D vào năm 2017. Vị luật sư cho biết, cha ông Louis từng làm việc trong đại lý bán ô tô ở Wilmington, Bắc Carolina, Mỹ, quê hương của Michael Jordan. Và thật bất ngờ, Louis chính là người đã bán 7 chiếc ô tô cho một người trẻ có tên MJ. Khi đó, Michael Jordan mới chỉ 21 tuổi và ký hợp đồng với đội bóng Chicago Bulls với tư cách là cầu thủ dự thảo tổng thể thứ ba. Chàng trai trẻ nổi lên như một ngôi sao của đội tuyển làm hài lòng người hâm mộ bằng những pha ghi bàn phong phú. Năm 1996, Michael Jordan tậu chiếc Mercedes W140S600 KP. John tuyên kể lại, Michael nói rằng, tôi muốn mua 7 chiếc xe. Ông có thấy chiếc Mercedes to lớn màu đen, 4 cửa kia không? Đó là chiếc dành cho tôi. Tôi muốn mẹ mình sở hữu chiếc Mercedes nhỏ bên cạnh, cha tôi cũng sẽ có một chiếc Mercedes. Còn bà tôi thì có chiếc Pontiac Bonneville lớn. Các anh chị em tôi sẽ sở hữu những chiếc Pontiac tuyệt đẹp. Cuối cùng, Trang cầu thủ khi đó đã chọn đến 7 chiếc khác nhau nhưng chỉ giữ lại một chiếc cho bản thân. Số xe còn lại được dành tặng cho mỗi một thành viên trong gia đình. Thấu hiểu tâm lý cậu trai trẻ vừa nổi tiếng, nôn nóng muốn tiêu tiền để tặng quà gia đình, nhân viên bán xe Louis đã khuy.